Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự trưởng thành. Điều gì xác định sự trưởng thành? Một số người sẽ nói với bạn rằng một người trưởng thành là một người đã đến tuổi trưởng thành hoặc tuổi già. Một số người có thể định nghĩa sự trưởng thành là khả năng lắng nghe. Nói chung, trưởng thành là khả năng phản ứng với tình huống theo cách phù hợp với lứa tuổi. Những dấu hiệu của trưởng thành là gì? Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy một người đã đủ trưởng thành về mặt cảm xúc. Thứ nhất, một tinh thần khiêm tốn. Thứ hai, khả năng giữ các cam kết dài hạn. Thứ ba, khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên. Thứ bốn, khả năng suy nghĩ trước khi hành động. Thứ sáu, khả năng tránh bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích và hoặc xu nịnh. Sự trưởng thành thực sự là gì? Sự trưởng thành là sự khả năng tranh luận quan điểm của bạn mà không cần phải phòng thủ. Tại một số điểm, bạn phải có thể nói với ai đó: tôi đoán chúng ta sẽ đồng ý hay không đồng ý. Điều đó không liên quan đến việc xúc phạm họ, coi thường họ hoặc đánh giá họ. Làm thế nào để bạn xây dựng sự trưởng thành? Lời khuyên để trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Thứ nhất, thiết lập một mục tiêu của bạn. Nếu bạn muốn trưởng thành và có trách nhiệm hơn, bạn phải biến nó thành mục tiêu rõ ràng và thực tế. Thứ hai, kiên trì. Thứ ba, nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Thứ bốn, tự chủ. Thứ năm, tôn trọng ý kiến của người khác. Thứ sáu, phát triển sự chấp nhận. Thứ bảy, lạc quan. Thứ tám, mở mang tâm trí. Sự trưởng thành đến ở độ tuổi nào? Các tuổi trưởng thành. Mức cao nhất áp dụng rộng rãi ngưỡng quy phạm pháp luật của tuổi trưởng thành. Thường được đặc trưng bởi sự công nhận của sự kiểm soát bản thân và những hành động và quyết định của mình. Ngưỡng tuổi phổ biến nhất là 18 tuổi và các ngưỡng từ 14 đến 21 giữa các quốc gia và giữa các tỉnh. Làm thế nào để bạn nói chuyện như một người trưởng thành? Những người trưởng thành luôn cố gắng học hỏi và trưởng thành. Vì vậy, hãy tìm đến người mà bạn tin tưởng để nhận được lời khuyên của họ. Giải thích những gì bạn muốn cho phản hồi rất khác người biết những gì để kiểm hoặc nhận xét về. Lắng nghe phản hồi một cách cẩn thận mà không cần phản hồi lúc đầu để bạn có thể tiếp thu những gì họ đang nói. Hành vi trưởng thành là gì? Định nghĩa trưởng thành đề cập đến một người nào đó hoặc một cái gì đó đã trưởng thành hoặc trưởng thành. Về thể chất hoặc hành vi và thái độ, một ví dụ về sự trưởng thành là một người cư xử phù hợp và không nổi cơn tam bành nếu anh ta không theo ý mình. Một ví dụ về trưởng thành là một cây phát triển đầy đủ. Làm thế nào để các mối quan hệ trưởng thành cư xử? Bắt đầu nhìn nhận các mối quan hệ của bạn trong ánh sáng thích hợp. Đừng trốn chạy cảm xúc của bạn hoặc những thứ bạn muốn. Tương tự như vậy, đừng chạy theo những điều đó ở đối tác của bạn. Cố gắng nhìn theo thứ quan điểm của họ và chuyển quan điểm của bạn sang quan điểm toàn diện, trung thực và tha thứ. Thế nào là một người có đầu óc chín chắn? Một người nào đó trưởng thành luôn nhận được tác động của hành động của họ. Họ biết rằng mọi thứ đều có hệ quả, dù tích cực hay tiêu cực, và nhận ra rằng hành động của họ cũng không ngoại lệ. Họ phải nhận bản thân từ một quan điểm không thiên vị và xem những người khác có thể nhìn nhận hành vi hoặc hành động của họ như thế nào. Trưởng thành có phải là một sự lựa chọn không? Tóm lại, trưởng thành là lựa chọn của mỗi người. Bạn càng coi trọng con người và mình và những gì bạn phải cống hiến, bạn càng có trách nhiệm chăm sóc bản thân, tài chính, thời gian và cuộc sống cá nhân của mình. Bạn có thể chọn sống như một người trưởng thành. Làm thế nào để bạn xây dựng trưởng thành về tình cảm? Thói quen để đạt được sự trưởng thành về cảm xúc. Bước 1. Diễn tập để đạt được mục tiêu của bạn. Bước 2. Những lời khẳng định hàng ngày luôn để mắt đến giải thích tưởng. Bước 3. Đặt ranh giới hành lành mạnh. Bước 4. Học cách tạm dừng. Bước 5. Truyền cảm xúc trưởng thành công việc của bạn.
Bước 6. Tăng trưởng hành vi. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.